Giới thiệu với cả nhà sầu riêng đông đá nha cả nhà. Đây mình mới mua hộp sầu riêng đông đá đây để làm bánh kem sầu riêng. Mở ra đi nè. Nhiêu đó 10 đồng á cả nhà. Giờ mình sẽ gửi ra mình size để mình làm bánh kem. Cũng có thể là cho một chút xíu sữa tươi vô để cho dễ size nha cả nhà. Nhưng mà mình thì mình không có cho sữa. Mình muốn để nguyên chất luôn. Size xong rồi đó cả nhà. 10 đồng được nhiêu đây á. Rồi size xong rồi giờ mình sẽ chuẩn bị để đây mình làm bánh nha. Bánh kem thì mình làm với nhiều loại, có nhiều loại kem, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bánh kem của mình với kem tươi nha cả nhà. Đây, đây là kem tươi nha, mình dùng hiệu này. Nó có nhiều trong chợ, nó có nhiều hiệu lắm cả nhà. Trước khi muốn đánh bông đó, mình phải để cái kem này vô tủ đá 15 phút cho nó lạnh thiệt lạnh. Mình mới làm đánh kem nó mới nhanh nha, đặc nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nó vô ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục đánh kem tươi nữa nha cả nhà. Và lúc này mình chưa để đường đâu, mình phải đánh khi nào thấy kem nó đặc mình mới cho đường nha. Đó, và đường hôm nay mình sử dụng là đường bột. Ở bên đây nó có loại đường bột trắng tươi vậy đó cả nhà, chứ mình không có xài đường bình thường hộp hộp của mình nha. Nhà mình ăn rất là ít ngọt, cái này thì tùy theo khẩu vị gia đình của mọi nhà nha. Ai thích ngọt nhiều thì cho nhiều. Nhà mình hôm nay cái này mình làm là 500ml cái chai kem hồi nãy, thì mình chỉ dùng có 50g đường thôi. Đó, mình ăn ít ngọt, với sẵn là sầu riêng nó cũng ngọt nữa nha cả nhà. Cho nên là nhà mình ăn muốn cái mùi gì nó ngọt lợ lợ ít ít thôi. Đó, chứ không có dùng ngoài nhiều đường. Thì bây giờ đó mình cả nhà thấy không? Bây giờ nè, nó hơi đặc đặc rồi đó, sắp sửa bỏ đường vô. Nhưng mà mình không bỏ một lượt nha, bỏ từ từ thôi. Để cho nó hòa quyện đều với kem á, nó đặc lên cả nhà thấy không? Kem tươi này hôm nay kiểu này mình chia sẻ thì là đơn giản chỉ có đường với kem thôi nha cả nhà. Khi nào làm kem kiểu khác nữa mình sẽ chia sẻ cái cách khác nữa, kem tươi còn kiểu khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường từ từ vô nè. Cho từng muỗng vô nha. Cái kem với sầu riêng này nè, mình chỉ trang trí đơn giản thì được nha cả nhà. Còn nếu mà muốn mà bắt ấy đó cả nhà, bắt bông hồng á, bông hồng qua lá cành á trang trí á, thì phải dùng kem bơ nha, nó mới đứng, nó mới dễ làm. Kem tươi này nó sẽ rất là mềm. Thì kem tươi này mình chỉ làm những cái kiểu đơn giản thôi, chạy sò, chạy viền, nhưng mà miễn cái bông to đồ đơn giản thôi, hoặc trang trí trái cây đồ trên mặt thì là ok nha. Chứ còn nếu mà bắt bông làm lá đồ này kia cái kem này thì nó sẽ khó lắm. Trong quá trình mà đánh á, thì mình cũng có thể để cái đũa hoặc cái muỗng nhỏ nhỏ mình để vô mình nếm thử coi nó có vừa ăn hay không. Nếu mà nó lạc thì mình cho thêm đường. Cho nên là thôi thà ít ít đường thôi, nó lạc lạc thì còn dễ, chứ lỡ ngọt nhiều thì ăn không nổi đâu cả nhà. Rồi bây giờ kem nó đặc rồi đó, mình tắt máy mình cho cả nhà coi ha. Đó, như vậy là lấy ra trang trí bánh là được rồi đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm bánh sầu riêng thì mình phải cho chút sầu riêng vô để cho nó có mùi nha cả nhà. Thì đây ha, cái sầu riêng mà size của mình hồi nãy đó, nó trong cái thố nè. Đó, bây giờ mình sẽ múc một muỗng ha, mình sẽ cho vô trong đây. Đó, thích nhiều thì thêm một muỗng nữa nha cả nhà. Đó, cũng có thể cho hết nếu mà mình muốn nhiều, nhưng mà tại trong bánh mình có trát nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho nó trộn đều kem với sầu riêng lên. Coi như là xong ha. Giờ mình mở lên mình sẽ có cái hỗn hợp kem tươi sầu riêng. Dỡ lên, dỡ cái này kìa, vũ cái kem này nha. Đó, lấy cái phới ra, dục này kìa ha. Đây nè, thấy hấp dẫn không? Đây, rất là thơm ha, thơm mùi sầu riêng á cả nhà. Đó, đây mình đem vào đây cho cả nhà coi ha. Khi nào có dịp làm bánh khác với kem khác nữa thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Hôm nay mình chỉ cách đơn giản này, kem tươi sầu riêng.
ai không bỏ sầu riêng thì bỏ sô-cô-la vô thì nó cũng sẽ thành màu đen đen đó cả nhà, cũng được. Mình thì mình để sầu riêng.